Xin chào tất cả anh em. Như các anh đều biết á, việc tải nhiệt CPU là một điều vô cùng quan trọng. Một chiếc CPU chỉ hoạt động thực sự tốt khi nó có một cái nhiệt độ tốt và phù hợp với nó. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái giải pháp tải nhiệt phù hợp đến từ hãng Cooler Master. Đó chính là chiếc ML240R này đây. Trong video này mình sẽ tiến hành mở hộp và cho anh em những cái thông tin sơ bộ để biết chiếc tản nhiệt này hoạt động như thế nào, phù hợp với loại CPU nào. Và bây giờ xin mời các anh em theo dõi. Đây, bây giờ mình sẽ mở hộp cho anh em thấy bên trong nha. Đó, đây là toàn bộ linh kiện bên trong của chúng ta, là bao gồm một cái tảng nè. Đó, một cái tảng. Sẽ để nó qua một bên. Kế đến, đây là bộ control RGB. Đây, một bịch phụ kiện. Và đây là một dây kết nối. Dây kết nối và dây LED kèm dây quạt nữa. Và đây là hai cái fan của cái rack. Đó là tất cả những gì bên trong hộp của chúng ta. Có cả sách hướng dẫn nữa nha mấy bạn. Đầu tiên là mình sẽ nói về phần quạt. Quạt của Cooler Master được thiết kế rất đặc biệt. Và đây những thông số mà mình đọc được ở trên hộp á, thì nó có lưu lượng gió là khoảng 66 cm3 và áp suất là lên tới 2.34. Cái việc áp suất lớn như vậy á, giúp cho cái lượng gió đi qua cái rad á, được đều và nó một cách mạnh mẽ luôn. Nghĩa là nó tản nhiệt cho toàn bộ cái chất lỏng bên trong cái rad, chứ không phải như những cái quạt màu bình thường mà các bạn có thể gắn lên rack được. Nếu các bạn dùng chiếc quạt màu bình thường lên rack thì hiệu năng của cái chiếc tản nhiệt này nó sẽ bị giảm rất là nhiều vì nó không phù hợp để cho việc thổi rack. Đó là lý do vì sao chúng ta nên dùng luôn cả quạt của Cooler Master. Đó, ở đây chúng ta có hai cái nha. Đây, mình sẽ để qua đây. Rồi, tiếp theo là phần control RGB. Control của Cooler Master rất đặc biệt, họ có những chế độ LED đặc biệt chỉ riêng một mình họ có luôn, đó là chế độ Rainbow. Mình rất thích cái chế độ này. Tại vì chế độ này khi mà mình so với những cái hãng khác trên thị trường á, những cái hãng mà các bạn thấy kiểu nó quốc dân như là Coolmun á, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và trên hết á, là họ thể sync và thiết lập ngay cả trên máy tính luôn qua đường cổng USB, micro USB như thế này. Đó, rất là hay nha các bạn. Và tiếp theo á, đây là những cái dây kết nối của LED và dây kết nối của cái hub control RGB lên main. Đây, cũng rất là đầy đủ luôn, bao gồm cả thiết bị kết nối của cả hai cái quạt và cả cái cảnh báo nhiệt độ nữa, cảm biến nhiệt á. Ở đây cuối cùng như việc như mặt chính của chúng ta, đây là một chiếc tản của Cooler ML240R. Ở đây khi nói về thiết kế, mình rất thích thiết kế vuông vức của cái chiếc tản này, tạo nên những cái đường nét rất là mạnh mẽ. Kế đến là cái bộ ống tản. Ống tản này theo Cooler Master nói là có đến hai lớp rồi và nó được bọc vải dù như vậy rất là dày, các bạn thấy không? Và đó, đây là cái lốc và bơm của chúng ta. Lốc và bơm á thì các bạn có thể bẻ, gọi là bẻ chỉnh hướng thoải mái luôn. Đó, mình sẽ cho các bạn thấy. Còn cái bẻ nè, để chỉnh góc sao cho đẹp phù hợp với bộ máy của mấy bạn. Và trên cái lốc này á có cái mặt nạ, bạn có thể tháo nó ra. Và theo như trên trang chủ của Cooler Master, nó có một cái file để các bạn in 3D cái miếng này và khắc lên cái logo mà các bạn muốn. Thì các bạn sẽ tự tạo nên một cái nét cá tính riêng của mình trên cái tảng này. Mình đánh giá rất cao việc này vì đây giống như là cái việc chu đáo của hãng mà đối với người dùng vậy. Đó. Rồi. Đó là tất cả gì về chiếc tảng. Mình sẽ để qua đây. Còn về việc nói về hiệu năng của chiếc tảng này á, mình xin nói luôn, nó có thể hoàn toàn cân tốt những con CPU như là 8700K hay là 3700X xuống. Còn đối với những con CPU có nặng đô hơn như là 99K đó, khi mà các bạn chạy default on core khoảng là on core 4.7 á, thì nhiệt độ con này lên khoảng 78, 80, 85 thì các bạn đừng lo, đó là chuyện bình thường. Thì những con CPU như vậy á, nó mạnh thì nó phải tải nhiệt nhiều, mà tải nhiệt nhiều á thì các bạn cứ cần những cái giải pháp tải nhiệt tốt hơn như là custom chẳng hạn. Còn những con tải nhiệt on-on như vậy á thì nó chỉ đáp ứng được như thế thôi. Và trong cái tầm giá là 2.340.000 đồng nó bán trên học ở sau á, thì đây là một chiếc tản nhiệt rất tốt, vừa đảm bảo được cả hiệu năng và lẫn về cái tính thẩm mỹ của dành cho bộ máy của các bạn nữa. Cho nên các bạn có thể gọi là tham khảo cái chiếc tản nhiệt này cho bộ máy của bạn nếu các bạn có ý định nâng cấp hay là muốn gọi là làm đẹp hơn bộ máy của mình. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn các bạn trong những video lần sau.